trời đất ơi, bánh chè gì mà của ai, ăn để bề bộn đây không biết nữa, thiệt tình luôn á. Trời, hồ sơ gì tệ quá vậy? Chào cô. Dạ chú. À, hôm nay nghe nói là tuyển nhân sự mới đúng không? Dạ đúng rồi chú ơi, nhưng mà con thấy cái hồ sơ này tệ lắm nha. Không sao, gọi vô phòng tôi nha. Chú, tệ mà cũng kêu luôn hả? Đợi con xíu. Chào em. Chào anh ạ. Em tuyển dụng cho vị trí marketing hả? Dạ đúng ạ. Em có bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi? Dạ em chưa có kinh nghiệm. Vậy có biết gì về lĩnh vực nước hoa không? Dạ không. Vậy có xài nước hoa không? Dạ không luôn. Tốt. Em ra trường 2 năm rồi đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy 2 năm đó em làm gì? Em ở nhà anh. Rất tốt. Được. Em được nhận. Em cảm ơn. À, đi thẳng quẹo trái quẹo phải, đi 300m nữa ngay cái toilet kế bên toilet phòng nhân sự. Dạ em cảm ơn. Chú. Cái gì? Trời ơi, con thấy cái cậu đó là coi như cái gì cũng không biết hết trơn, sao chú nhận vô công ty vậy? Trời ơi, với cái mắt nhìn nghề của tôi nha, cậu ta là một người có tiềm năng và năng lực, chắc chắn là sẽ thành công. Năng lực, tiềm năng cái gì? Con nè, con ngồi đây con nghe hết trơn rồi, cậu ta không có gì đặc biệt hết. Hỏi về nước hoa cậu ta cũng không biết, về kinh nghiệm đi làm cũng không biết. 2 năm hả, tốt nghiệp ra trường làm gì, nằm ở nhà, rồi thành công bằng cách nào? Cô nói người ta vậy không xem lại mình hả? Hồi đó mới vô cô cũng vậy đó. Ôi mình làm việc đi chú ơi. Công ty dạo này sao, có nhiều việc quá nè chú ơi, mình làm việc liền đi chú. Dạ. Mà sáng mua đồ ăn sáng rồi có ăn gì chưa? Chú nói gì? Chè với bánh tôi mua, tôi để trên bàn cô đó. Chè với bánh? Trời đất ơi, cái này là của chú hả? Con đâu có biết đâu, con tưởng đâu ai ăn xong rồi dư á, để đây là bừa bộn trên bàn con, cái con đem đi giục nè, con quăng sọt rác rồi nè. Cô có biết là tôi xếp hàng cả buổi sáng không? Gì? Xếp hàng? Chú xếp hàng để chú mua bánh cho con đó hả? Thật ra là hồi sáng tôi có đi mua sẵn, tôi ghé ngang qua tôi mua cho cô luôn thôi, chứ không có ý gì hết á. Vậy hả? Ừ, ngày mai tôi mua nhớ ăn nha, đừng quăng nữa. Dạ. Đúng rồi, cô coi cô tuyển thêm nhân viên cho phòng nhân sự đi nha. Dạ chú. Mà tuyển già già một chút. Sao chú tuyển người già không vậy? Chú phải tuyển người trẻ, tại vì sao? Tại vì cái công ty của mình hiện tại đang bị già hóa, chú hiểu không? Như chú là một người đại diện của công ty nè, là thấy nó già cỡ nào rồi. Mình không có một người trẻ nào hết, chỉ ngoài con thôi. Cho nên bây giờ chú hãy tuyển người trẻ đi. Ủa nó nghe nè, hình như làm như tôi không trẻ vậy á. Cái gì? Trời ơi, chú đang tự nguyện quạt chú trẻ luôn á. Chứ thật ra chú có trẻ đâu, chú 50 tuổi rồi. 50? Dạ, chú 50 tuổi. Thấy không, tóc chú bạc hết trơn rồi đó. Trời ơi. Sao vậy, ông nói thiệt mà. Nên tuyển người trẻ vậy nha. Dạ đâu mà già, cái này là do suy nghĩ nhiều quá thôi. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi. Chú hả? Ủa, vô công ty này có mình tôi thôi mà. Bữa nay là cực kỳ trẻ luôn. Hãy chi hồi đó dọn vậy là được rồi. Ngày xưa á, chú để tóc đen mà có vài cọng muối tiêu bạc bạc lên đó. Nhìn nó già lắm chú, như cỡ 50 tuổi á. Bữa nay chú nhuộm tóc nha, cỡ 40. Không phải ráng sửa soạn xíu nữa rồi mình được 39 luôn. Trời ơi, tôi làm cả buổi trời mà cô nói tôi 39 tuổi hả? Chứ mấy, đừng vậy là trẻ lắm rồi á. Ủa mà thôi bỏ đi. Ủa mà hồi nãy vô la làng chuyện gì vậy? Chuyện quan trọng. Ở ngoài công ty của mình á, đồn hết trơn, đồn rần rần luôn. Người ta đồn cái cậu nhân viên đó đó. Ủa, đồn gì? Tại vì á, cái cậu đó không có cái gì gọi là đặc biệt tài năng gì hết trơn, bị vô dụng. Mà tự nhiên làm sao vô đây được, làm sao chú nhận vô được? Là phải có cái gì đúng không? Là tư tình đúng không? Đúng. Hai người tư tình với nhau hả? Trời đất ơi, không đẹp. Đừng có không, với nhau nha. Không phải, thực ra nó là em trai của tôi. Cái gì? Em trai tôi. Em trai chú? Ừ. Sao nhìn giống hai ba con vậy? Cái gì? Hai ba con gì? Em trai tôi. Trời ơi quỷ, sao không nói? Sao chú không nói với con biết? Để con đi con bịt miệng mấy người kia lại. Là mấy người kia đồn quá trời đồn luôn. Con bịt lại là không cho người ta có cơ hội nói xấu chú, làm mất uy tín của chú rồi sao? Cảm ơn nha. Dạ. Bình tôi. Trời ơi, phải bình chú chứ sao. Con là cái gì của chú? Con là trợ lý, là con phải đứng ra con bảo vệ chú. Con nói nghe nè. Cho con mượn đi. Con mượn em chú một bữa đi. Ủa, làm gì mượn nó?
tối nay là con có tiệc quan trọng với nhóm bạn thân của con. Mấy đứa nó kêu là con phải dẫn trai theo. Trong công ty có một mình chú là con tiếp xúc hàng ngày, không lẽ con dẫn chú theo? Ta nói con là hai cha con nữa. Không được, bữa nay có trai trẻ rồi, con dẫn trai trẻ đi chơi nha, cho con mượn nha, được không? Vậy nha chú. Thì dẫn con đi. Ừ. Cảm ơn chú, để con đi khoe á, con đi khoe với mọi người dẫn trai trẻ đi chơi. Anh hai, ký vô cái này giùm em đi. Trời ơi, mày điên hả? Trong công ty mà anh hai nha ba gì? Em quen. Trời đất ơi, cái gì đấy? Chiều nay á, em đi chơi với chị Hò. Anh nhớ nhắn mẹ giùm em, đừng có chừa cơm. Hồi nãy nó cũng mới vừa vô xin đi chơi với mày luôn á. Mới vô mà hai đứa kiểu to té tú tí lẹ vậy cưng. Tại trong công ty này có mình em là trẻ trẻ thôi mà. Gì? Mình mày trẻ? Nè, nhìn anh đi nè, thấy không? Ốc mới nhuộm thấy không cưng? Hết búi tiêu. Đẹp trai nè, nhìn đi. Vậy mà vẫn kêu tao già. Anh không già hả? Trời ơi, bình thường như anh như 50, nay nhuộm tóc rồi nhìn chắc 40, sửa soạn lại chút nữa chắc 39. Ngày xưa á, chú để tóc đen mà có vài cọng muối tiêu bạc bạc lên đó, nhìn nó già lắm chú, như cỡ 50 tuổi á. Bữa nay chú nhuộm tóc nha, cỡ 40, không phải đang ráng sửa soạn xíu nữa rồi mình được 39 luôn. Ê, nói nghe nè, hai đứa đúng trời sinh một cặp luôn á. Nó vừa chê anh giống vậy luôn á em. Em cũng thấy vậy á. Cũng bận laser như mày nè, nhìn đi nè, nè, y chang nha luôn, nè, nè nha, blazer mà biết cách phối nha là trẻ lắm nha, nhìn em nè. Em phối blazer mà cũng trẻ thôi. Anh nhìn già lắm luôn á. Ê mày, nãy giờ xúc phạm nó hơi nhiều nha mày, chê tao già hoài nha mày. Ủa cho em có nói sai cho anh đâu. Vậy, chỉ em thấy đồ đi. Ok, để em chỉ cho. Bây giờ á, cái áo blazer anh đang mặc á, cái màu đã xám rất là tối rồi. Anh còn mặc cái áo sơ mi màu đen ở trong, cái quần thì còn tối nữa chứ. Vậy nói như mày, không lẽ anh bỏ hết bộ này hả? Anh đâu có cần phải bỏ, để đó em phối lại cho. Bây giờ anh bỏ cái áo sơ mi màu đen đó đi, mặc cái áo sơ mi này nè, trẻ trung hơn của áo pyjama nữa. Mặc với một cái quần màu cũng sáng luôn. Còn đây cái quần anh đang mặc rất là tối, tổng thể bộ đồ của anh sẽ sáng. Mặc với cái áo blazer màu caro ở ngoài rất là hợp, rất là trẻ. Cái blazer anh đang mặc bây giờ á, anh đừng có nghĩ là nó chỉ có mặc thể đi công sở. Bây giờ anh có thể mặc nó đi chơi hàng ngày, phối cùng với một cái áo sơ mi màu xanh của pyjama có phần họa tiết in như thế này, cùng với một cái quần màu đen, có thể mang với giày sneaker, giày thể thao, giày boots cao cổ màu trắng. Như vậy anh sẽ có được một set đồ mang phong cách streetwear, có thể đi dạo hàng ngày. Nhất thiết phải mua những cái áo blazer tối màu như vậy. Anh có thể chuyển sang hẳn qua những cái áo blazer như thế này, có màu sáng như be, kem. Cái áo này nó có một cái phần thắt lưng ở chỗ eo, nó sẽ tạo điểm nhấn trẻ trung cho cả bộ đồ. Anh sẽ mặc cùng với cái quần cùng tông màu với áo blazer luôn. Anh cũng có thể mặc với áo sơ mi màu trắng như thế này, hoặc là áo thun trắng như em cũng được. Anh có thể mang với giày tây màu nâu, hoặc là giày sneaker màu trắng. Cái kiểu áo bây giờ anh đang mặc á, nó rất là cũ rồi, nó rất cơ bản. Anh có thể chọn với một cái áo vest như thế này, có phần điểm nhấn hai màu, có họa tiết hoa ở trên này nữa. Nó sẽ tăng thêm được cái độ trẻ trung cho anh mà nó vẫn giữ được cái nét thanh lịch. Anh có thể phối cùng với áo sơ mi màu trắng, màu đen, màu xám, hoặc là những tông màu đã có sẵn ở trên cái chi tiết này như hồng, xanh hay là màu vàng chẳng hạn. Anh có thể đi với giày tây, giày thể thao, vân vân. We'll be right back.
này chắc chắn là sẽ thích lắm đây. Chú. Hả? Dạ. Con tặng quà lần thứ 30 sinh nhật của chú nè. À, cảm ơn nha. Dạ. Ủa sao biết tôi 30? Thì biết vậy nó mới hay. Biết 30 mà sao vẫn kêu bằng chú? Thì kêu chú để có chuyện chọc chú thôi. Là sao? Trời ơi, nói cái đó mà chú không hiểu nữa. Đúng là già quá. Ủa, vậy là sao ta? Tại vì cái công ty của mình hiện tại đang bị già hóa, chú hiểu không? Như chú là một người đại diện của công ty nè, là thấy nó già cỡ nào rồi. Mình không có một người trẻ nào hết, chỉ ngoài con thôi.